Xin trân trọng giới thiệu với các bạn, ở đây là chiếc Fiat Anbel sản xuất năm 2004, đăng ký lần đầu 2007 các bạn nhé. Chiếc xe này bên mình đang giao bán tại cửa hàng với giá là 115 triệu. Bản này nó bản đủ túi khí phanh ABS các bạn nhé. Bạn nào yêu thích cái dòng xe đẹp, không lỗi thì liên hệ cho mình theo số điện thoại 0913 660 299. Mình chỉ quay video khoảng dưới 3 phút thôi các bạn nhé, cho nên mình quay lướt thôi, còn bạn nào yêu thích thì liên hệ trực tiếp, mình sẽ gửi video. Hoặc bạn nào quan tâm cái dòng Fiat thì chiếc xe này mình đã đăng trên kênh ô tô cũ Hùng Mê Linh trên YouTube rồi các bạn nhé, mình làm video chi tiết rồi. Giá chỉ bằng chiếc xe Spark các bạn ạ. Bản này bản đủ cho nên là 5 quả lá răng đúc các bạn nhé. Lốp đẹp cả dàn. Con này máy gầm đại chất các bạn nhé. Các bạn quan sát phần nội thất của xe này. Bản này nó là bản túi khí phanh ABS cho nên các bạn đi rất an toàn. Máy 1.6 các bạn ạ. Đây là Anbel máy 1.6. Đây các bạn quan sát này, nội thất này. Đây, các bạn quan sát từ con ốc bản lề của xe này. Đây, các bạn quan sát chân côn, chân phanh, chân ga này. Gương chiếu hậu chỉnh điện các bạn này, bốn cánh chỉnh điện nhé, hết các bạn nhé. Đây nhà mình đây, mình không đi đến là bụi đầy xe đây các bạn này. Dịch giã này mình bán để các bạn có phương tiện đi che nắng che mưa cũng như là bảo vệ cho mình cũng như là toàn thể gia đình trong lúc lúc dịch bệnh như thế này. Đây các bạn quan sát phần trái tim của xe này, lắp capo zin các bạn nhé, giằng đầu zin, CPU là CPU hộp đen zin các bạn nhé.